Quý vị đang theo dõi phần tin tức của Liên đội Sài Gòn TV với Lạp Sơn Hoàng Trọng Thủy mà vẫn tin liên quan đến VW, thưa quý vị, Volkswagen. Hãng xe của Đức Ngày hôm nay thì chính phủ Đại Hàn tuyên bố Sẽ mở cuộc điều tra à, Trung Quốc có rất nhiều xe này nhập vào Nhưng mà Trung Quốc chưa tuyên bố Sẽ yeah. mở cuộc điều tra hay không à, Và ở tại Hoa Kỳ này Thì lẽ đương nhiên Ngoài số xe 500 ngàn chạy bằng diesel Dầu cặn đó Là chính quyền Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Bắt đầu Thu thập tất cả các dữ kiện bằng chứng Để chuẩn bị một cái vụ kiện và chúng tôi nghĩ rằng khi mà cái vụ kiện này nó tung ra nó sẽ gây cả phá sản cho công ty này hoặc là sẽ phải có công ty nào khác mua lại hoặc là chính phủ Đức. Ngay cả chính phủ Đức ngày hôm nay nhục nhã lắm cả nước Đức hôm nay rất là yeah. nhục. Tưởng tượng xem. Bà Angela Merkel nói gì? Bà Angela Merkel uh, yêu cầu đó là Nickel. bà chỉ nói đó là chúng tôi yêu cầu là công ty VW hãy minh bạch. Yeah. Minh bạch vấn đề là đừng có giấu giếm gì nữa đừng có tìm cách che gì nữa hết mỹ khi đã nhảy vào để mà nó điều tra rồi thì chỉ có nước khóc mà thôi thưa quý vị À, cả một cái cơ ngơi đã thực hiện bao nhiêu chục năm qua mà quý vị cũng biết đó là cái loại xe này có thời gian là nó nó xuống dưới đấy luôn ạ khi mà đụng yeah. với là Honda với Toyota với Nissan của Nhật đó yeah. là xuống tới đấy không ai còn muốn mua nữa thì đột nhiên họ biến đổi thay đổi và pass được yeah. check cho nên này, là trên cái commercial đó lúc yeah. nào cái cái câu mà người ta nói slogan đó ừ. cái câu trăm của nó lúc nào cũng là uh, làm cho cái uh, Xung quanh là air clean Air clean Không có bị nhiễm Lý do họ nhím. cạnh tranh không được đó Tại vì cái tiêu chuẩn của xe nhập càng ngày càng cao dạ. Chạy ít hao xăng Xe lại khỏe dạ, vâng. Thì VW nói bây giờ chúng ta làm thế nào để Bởi vì chiếc xe chúng ta muốn tạo cho sự an toàn là Cũng phải chạy khỏe Và cũng phải có cái mức Theo đúng cái tiêu chuẩn Hoa Kỳ Là 29-30 dặm Một dạ. ga lông Bằng với xe nhập và từ đó họ đổ xô đi Nhưng mà khi mà đạt được cái tiêu chuẩn đó, đó Là smoke check khó đạt được lắm yeah, vâng. Bây giờ phải chế ra cái nhu liệu Thê thảm lắm Chuyện xe hơi ở Đức Và chuyện hạt đậu phộng Ở Hoa Kỳ này Đây là khuôn mặt của một chủ nhân Quý vị nghe Làm chủ và là tổng giám đốc Của công ty đậu phộng Hoa Kỳ mm. Peanut Corporation America Đây là nhân vật hôm qua đã phải ra tòa và tòa đã kết án 28 năm tù vì cái tội biết đậu phòng có salmonella nhưng vẫn bán đến người tiêu dùng cho nên khi mà sử dụng email đó yeah. Yeah. cuối cùng cái email đã đã giết ống thưa quý vị có việc có thể tưởng tượng đó là bộ tư pháp hoa kỳ và cơ quan điều tra fbi lục lại tất cả hồ sơ liên lạc của ông trong cái thời gian xảy ra cả trăm người ăn đậu phộng, ăn bơ đậu phộng yeah. và bị nhiễm trùng salmonella một cái loại gây nếu mà bình thường người khỏe đó thì chỉ bị đi tiêu chảy thôi còn người già và trẻ em á là dẫn đến tử vong. Mm. Có 9 người đã thiệt mạng yeah. và vì cái vụ thiệt mạng đó mà không những thu hồi mà thực hiện cái cuộc điều tra Và sau khi lấy máy điện toán của ông này về nhà Và họ theo dõi tất cả các email đó yeah. Trước khi mà xảy ra cái vụ salmonella Họ mới tìm thấy như thế này Thưa quý vị, quý vị có thể tưởng tượng hay không? Thường đó, khi một cái lô hàng trước khi được xuất cản ra ngoài Họ phải thử nghiệm coi có salmonella hay không Yeah thường đó là không có gì hết nhưng mà vì lý do vận chuyển vì lý do khi mà đến nơi bán lẻ đó thì những cái người mà họ mang những cái hàng này ra có thể là bị nhiễm trùng ở lúc đó yeah, vâng thì khi mà tung ra ngoài bán đó, thì nếu mà bị nhiễm trùng thì rất đơn giản peanut corporation of america sẽ tuyên bố thu hồi yeah, vâng và cái chuyện đó rất là bình thường và bình thường mà? tất cả những cái 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 hãng mà làm thực phẩm đó khi mà họ phát hiện có bị nhiễm nhiễm vi khuẩn hay cái gì là họ chỉ có là họ thu hồi lại, hồi thôi. thu hồi thôi, không làm gì Và nếu nào? có chuyện gì thì à, bồi thường, đóng tiền phạt là xong. Đó dạ là vâng. những cái chuyện rất là bình thường. Chúng ta thấy là xa lách cũng bị là dâu hạt dâu chúng ta ăn cũng bị là thậm chí dưa leo cũng bị nữa. Kể cả thịt cũng vậy. Phải... Thì bởi dạ. vì nó từ nông trại nó về và nó nhiễm và đôi khi nó có những cái chất dơ gì đó. Nhưng mà riêng trong trường hợp này nó khác hoàn toàn. Cơ quan điều tra FBI họ tìm thấy sau khi đã nhận được một cái email của nhân viên mình báo cáo thưa thủ trưởng thưa ông tổng giám đốc thưa Góc, ông tổng giám đốc <laughs> hàng trong lô hàng của chúng ta có một cái lô nó bị salmonella ừ. ông muốn làm gì với cái lô này quý vị có thể tưởng tượng không trong cái email ông viết just ship it oh he ignore the problem qua như là ông không biết ông gì hết viết à. thư cho công nhân cứ gửi nó đi đi lý do ông tiết tiền tiết như một một lô tiết hàng một lô hàng bởi vì nếu mà, mà cái lô hàng đó ông nghĩ đó nếu mà không sao đâu nếu có ai ăn bị chút xíu à chắc họ không có thư kiện gì đâu ông nghĩ như vậy như lúc bị food poison chút bởi xíu vì đó. trong cái lô hàng nó có cả hàng chục ngàn cái lọ bơ mà có mỗi một lọ bơ nó bị thôi à ừ. ông nghĩ như vậy Yeah. Mà nếu mà ông nói nhiều khi cái lọ bơ đó cũng chưa đến tay người tiêu thụ nữa Mà yeah. bây giờ nếu mà chúng ta không có ship cái này đi đó Chúng ta lỗ lên đến cả trăm ngàn đô la, lên đến cả triệu đô la thì không được Nhưng mà một cái công ty lớn như vậy cung cấp Hầu hết là ông cung cấp butter, peanut butter cho toàn nước toàn Mỹ Toàn nước Mỹ 50 triệu bang luôn năm Thì ông cái tiền lời nếu mà tính một triệu thì đâu nhưng có nhiều đâu mà, mà, có chút xíu Nhưng siêu. mà ông là chủ, vấn ừ. đề ở đây ông là vừa là tổng giám đốc vừa là chủ nhân luôn nữa ông nói thôi tiếc lắm đừng có đừng có bỏ bởi vì bỏ như thế đó chúng ta bỏ cả cái lô hàng đó luôn nữa và hậu quả <laughs> là, là đến... trong cái lô hàng đó một <laughs> trăm người cả mấy trăm người bị bị tiêu chảy yeah. và trong số mấy trăm người bị tiêu chảy đó chín gia đình có người thân thiệt mạng uhm. bây giờ ngoài cái chuyện ông bị tù đi đó cái class action lawsuit một cái đơn kiện tập thể đang nhắm vào và sẽ phá sản đại công ty này luôn yeah. peanut corporation america thưa quý vị chỉ vì tiếc của một lô hàng mà thôi hôm nay luật sư đại diện cho ông tuyên bố ông uh, panel sẽ kháng án bởi vì họ nói đó cái án uh, tòa án này nó vô lý những người trước tổng giám đốc trước đó chỉ bị không có ai bị tù hết á bị probation thôi à yeah. rồi công ty bị phạt thôi tại sao lại áp đặt cho ông cái tội nặng như thế thì tòa nói và bồi thẩm đoàn nói không trong trường hợp này ông cố ý còn những trường hợp khác người ta không cố ý trường yeah. hợp khác là vì vấn đề lơ đảnh lúc mà hàng nó ship ra thì không có yeah. bị nhưng mà đến khi ship rồi mới bị trong trường hợp này ông biết là trong lô hàng đó có vi trùng mà vẫn cho gửi đi yeah. Cho nên à, không những thế, người em của ông cũng bị lây luôn, 20 năm tù ừ. và một người cũng giám đốc của công ty Peanut Corporation America cũng bị 5 năm tù, chưa bao giờ cái tội mà nó nặng đến như Có thế. Có thể em nghĩ là họ tìm trong email những cái, cái cuộc nói chuyện qua lại giữa những cái người cầm đầu công chưa ty Chưa hết, quý vị thấy không, ông dơ tay lúc mà xảy ra cái vụ điều trần khi mà một công ty mà có những cái trường hợp sơ hở như thế đó là quốc hội và kể cả một cái cơ quan an toàn sản phẩm cho người tiêu thụ của quốc hội yêu cầu người tổng giám đốc ra chẳng hạn như toyota cũng phải điều ra để mà điều trần tại sao lại xảy ra những cái sơ hở kỹ thuật như thế và ông đã giơ tay tuyên thệ ông nói tôi sẽ nói thật không bao giờ nói láo à <laughs> hậu quả là ông không nói thật hôm à, nay có những cái bản tin không nói thật hay nhiều ha quá nhiều sau phần bảo trợ thương mại một cuộc điều tra và vẽ hình một bé gái và dẫn đến một cái vụ bắt giữ và cái chết của bé gái tội nghiệp vô cùng không biết là hồn của em đã báo oán như thế nào mà ngày hôm nay hai người liên hệ trong vụ giết em đã nằm tù ngồi tù thưa quý vị mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau phần bảo trợ thương mại